giờ khổ lắm. Trời ơi, chào anh Việt Tiều, dễ thương. Trời ơi, nó qua nó đâu nói con nghe đâu. Mày ác quá, hai mày nha, thấy mối tao. Giờ thiếu được 3 triệu rồi, coi được 2 triệu rồi, thôi về ra đây. Đấy, anh Việt Tiều được rồi, thôi rồi, về đây. Ngồi đây chơi đi. Về đi. Mấy đây bông, chiếc bông rồi nè, anh Việt Tiều. Mới đổi hả? Rồi anh Việt Tiều mua đôi bông khác chứ. Qua đi chứng nhật, chồng cái đầm giật da, sẽ dắt đồ, mất tiền. Giờ anh mê bà cầm mà. Không. Mê tôi đi. Không có đâu, bỏ mê là cầm mà. Trái tôi mới lớn lên. Con chị giữa là cô đổi đôi bông này lại rồi. Rồi Hiếu ơi, cầm 3 triệu thôi, đi chỗ khác đi, chơi đi. Đừng cho bả đi. Trời ơi, mới vô gì. Ở bên Hiếu Tử nè. À, bà ảnh này. Có làm clip nào chưa? Chưa, đẳng giờ sân rồi, gần nằm viện rồi. Ấm ăn nằm, cực kỳ bác sĩ. Sao đợi 19 tháng 5 đi luôn. Sinh nhật bác hồ á. 19 tháng 5 mà. Sao anh biết hay vậy? Ờ, ngày sinh nhật bác Hồ, đúng rồi, 19 tháng 5 là ngày ổng á. Anh nhớ ngồi đây em cho anh bó hoa hồng nha. Em bắn bông nghệ lắm á. Hôm qua ông nói em, trời ơi bắn thì vậy, em đâu có đồ đâu. Thấy mặt tao đỏ qua đại luôn á. Không nhận ra luôn. Không nhìn ra, cho cái đường ra. Có quay không có tiền, anh đừng cho quay nữa. Đẹp trai không chưa? Đẹp trai quá. Chứ bây giờ nghỉ bán vé số là sao để cho chị anh em trên đồng hành hơn chứ. Hồi nãy bài ca gì đó chắc. Đường hơi quá xa, chắc có ngày em chơi với mà. Hay sao Tuấn Nguyễn ra chứ? Ai biết nó. Ờ, em chưa biết tôi, sao biết nó. Bấm nút kêu hiện hình á. Ủa sao anh biết? Coi hoài gì, coi trên mạng. Vậy là không có tiền rồi chứ đây. Vô gì. Để làm vô gì. Mẹ em chết, ăn chuối không chứ chim nè. Không, ăn dầu mà ăn cái chim gì. Chuối mà. Chính vậy mà ăn cái gì. Mày có mưa cho là chất kìa. Áo mưa cái gì. À nè. Áo mưa bộ đó, mốt trời mưa đi mặc bán cái số. Lá chất lấy con trời chất chất. Châm trái rồi biết ăn rồi. Cơm cháy là công gì? Cháy trà bông á. Biết ăn đâu có gì đâu. Nếu không lạnh với số bán thì yếu. Hay kiên không ăn chứ chiên nữa. Còn ở dưới này. Thấy có bì thư trong đây nè. Con xuống máy nè. Rồi. Thấy có bì thư trong đây nè. Chuối nè. Chuối để bà chiếc ăn chứ. Ôi. Cho giờ. Rồi mà đưa cho thằng nhỏ. Đưa cho thằng nhỏ lấy cái gì bán nè. Đây nè. Lạnh bán đi, ảnh cho nhiều lạnh bán không, đi. Cho thằng con, cho thằng con. À. Cho thằng con, ông giỡn hắn. Ôi, nhìn hả? Trời ơi. Mày vô duyên mà lọc à. Trời ơi. Vợ nó đó là anh Quỳnh đó. Vợ nó đó là vợ nó đó. Ăn gì chưa chứ? Chưa, mới ngủ dậy mà. Mặt này ăn gì vậy? Thôi, ăn giờ nó khổ. Sao bỏ của ông ngoại? Thôi, ăn này nó kinh, không? Có ăn gì nó không kinh nữa đó. Rồi, to của ông ngoại cho chứ. Bỏ không ăn đâu. Nãy giờ bà đang... Vợ gì cũng chiên tử ta. Chuối, chuối cũng ăn, nó cứ chiên món... Để cho 50 phần giá số đưa cho đứa con đi bán. Đang bị thất nghiệp được. Thôi, anh ở đây vắng vậy sao chả chạy xe ôm. Cô chết trước bà bình thưởng, cô chết ra bà ổn sao. Lên đeo cái lắc đi. Ổn sáng mẹ ạ. Cha kia vô bán lạc xôn vô xóm nhà tôi. Cái bà kia bà nói thôi bán bà chức mẹ cho ông nào ông về ông luôn. Trời ơi bà già bà về bà làm cái gì. Trời ơi trả quay gì của quay đi đẹp bà quay. Làm như cái mặt con làm như phái vô bệnh viện đó mọi. Hạp. Con sợ anh sao á mà con đụng vô chỗ vô cám là bị. Chị. Có gì nha. Bệnh viện đi mặt mày tay chị chân lắm á đó. Nói chị nói như đó mẹ bác sĩ. Mình hỏi rồi dì ơi con có cần có gì không. Nó không nói làm cho mình đâu lo. Đúng rồi bác sĩ. Trời ơi nó khám giờ nó đưa thuốc không à. Bà nghe có nói không. Cô mới hẹn nó 18 tháng 5 đi, con có tiền vô nằm viện. Con xin rồi, con để dành, xin để dành. Thôi chị đại diện, đại la,
Chị chào chị em, đây là bạn của chị Sương, cho chị chấp 500. Cảm ơn. La là la là la, cứ cho bà Lan không, bà nhìn tôi hoài kìa. Đứa em nó hồi ngày nó cho 500 mà điều nó không có nói, mà lúc mà gì mà lúc nó đang nó khó khăn á, có chuyện gì á thì nó lúc đó tới đó rồi nó biết trả lời, chứ nó cũng thương gì. Mà ở đâu mà dám ứng ra vậy? Chị em ta thương, hôm qua nó mua cái đầm cho tôi đó. Nó mua đồng giờ cho em á. Cảm ơn đi chứ. Cảm ơn. Bà tên gì? Nó giấu tên. Trời ơi. Cảm ơn chị giấu tên, nói vậy đó. Cảm ơn chị giấu tên, em có tên. Hải ly ve sầu, vô bệnh viện là sầu đời luôn. Giờ em đang sang quán bà già chồng nè. Bỏ mưa yếu và đứng không nổi. Hỏi hai thằng này nào có tiền không? Hai bên nào có tiền không? Ngay cái nghề có bả ngày kiếm cũng 300-400 ngàn, mà giờ bệnh quá rồi đi về bán hôm qua đó cười bán đi xu đất tôi mới bảo rồi chừng rồi tôi cũng định xương mai xương mốt đó. Đổi nghề lên đó lên cầu kia á bán xu đất tôi mới tôi đóng dấu tôi biết đường đi rồi đó quan gà chở chậm chậm á. Em nó đang đi hái rau hái dưa leo đang hái rau đội nấm lá rồi về á, thấy tội không? Uống ly cô xin quá trời, nay cái cảnh lành rồi này cho nên nó còn nhấp. Cô đọc lắm một cái xíu là lu lành lắm. Nó cũng ra nó đúng ra là thua ai thì nó không thua, mà dưới thì dưới cấp thì không có dưới cấp, mà xưa nó cũng từng nè mà qua bển nó mướn mười mấy mẫu đất bển nó trồng mấy năm nay dư. Có mấy căn nhà bên đây, rồi mấy mười mấy căn nhà trọ bên đây, rồi có số tài khoản gửi hai tiền về nè, cho chồng con rồi đầy đủ một tay nó luôn, là mười mấy căn. Chú có hai mấy căn nhà bên đây, mấy bà có cho cô căn nào không? Muôn cụng con vàng cho cùng căn đi ra bước á. Trời chị bây giờ chị có hai căn mà ba căn rồi, ba căn Đa Phước. Bình Hưng Hòa, Bình Thuận, nè, bảo á, nói với thằng cứng miệng á, mày xây căn nhà mà 9 tầng ở quận 3 rồi, mày cho anh cầm với bà chích đâu, bà chích kế cái hồ bơ đi, anh cầm ở dưới đây, một đứa ở dưới đứa nhà bếp, khi nào nó buồn nó lâu đứa ra chơi, vậy đó, tâm sự, đó, mày gặp cứng miệng mà nói như vậy đó. Ở trong ra thì chết nghỉ bán vé số luôn rồi mấy chị em ơi. Nãy cũng tội nghiệp lắm giờ càng lỡ bà đừng nè, nó nói bà nè. Bà đưa giò lên coi, bà đừng có để cho lỡ lỡ đợt coi này á, bà sưng sọp là nó lay nó cua giò bà luôn đó. Hả? Con nói thiệt mà, con nói thật tế không kia. Tôi bị gần cái cua giò trời. Vậy không mày thẳng mà điều cái nó không có lành nè, máu của gì đang sưng nè. Nó đang sưng á. Máu có gì đang sưng là nó lỡ giò hết á. Nói nữa em á. Dạ. Nè, nói đúng không, giò của bà đang sưng nè. Chị ấn cho em trước đi, tuần này em bận đó chị, em đi thông ra quận ta đó. Chị ấn rồi em. Cảm ơn chị nha. Người đẹp, giấu tên đang ái như leo. Dạ không có gì, chưa gì ơi. Nói tiếng cảm ơn cô ấy. Nó ngại lắm, nó không có muốn chị em ai biết. Rồi, 8 tây tháng 5 mới nằm bệnh viện. Không biết rồi mà điều quá ca lắm. Thôi hát bản tặng chị đi. Tặng bản đi. Đường đi quá xa, chắc có ngày em chơi với mà. Chơi với bà già chồng á. Bán số đi mệt quá, chơi với ma, đường không có người. Nó vắn như vậy đi mà. Còn công nhận chế ra cũng hay đó. Bà Mỹ Dung nói trời ơi coi chị. Coi nè, coi em gái đi thanh làm rau rồi thấy không, thấy coi rồi đó, thấy cực ghê không. Quanh đây hái lụng đi, hái rau nè, rau nè, vậy rau nè. Trời ơi, có mướn cô qua hái không, cô hái lẹ lắm á. Trời ơi, vậy cô giáp gì ơi. Để mướn đại đi.
sống qua ngày chết qua đời gì ơi. Đem con qua mất công con ngon canh gì nữa. Mất công con ngon canh gì nữa. Qua mất công canh gì thêm nữa. Con áp lực nặng hơn. Trời ơi. Em chết chết sống qua ngày hoài à. Bà về chồng chửi hoài, bà nói bệnh nặng, cô la bà. Rồi thấy em nó giỏi, vô lắm giỏi luôn. Ổng ơi, tại tao cũng cuốn tao đó, ổng kêu đó. Giờ đang mua kem dĩ lọc đang tiếp nữa. Tối ngủ cái mai gì. Không, không có mơ. Gàng giờ mấy bà nói cô ngứa là dồi gàng giờ với đường cắn. Thế hả? Cô khám nhiều lắm mà qua có đóng cú cô nặng nó có quay vào đó. Cú cô nhiều lắm mà đắng có quay đó. Hôm qua mà thấy có uống bà chợ rồi đó. Ta nói nghe hôm qua tao ngủ qua lại Phật với lại anh địa. Ồ, bà uống có uống đó bà phải ăn cháo dặm dặm nha. Nó hiểu ghê lắm á. Hôm qua uống cũng nghe lời nó bốn gì. Trời ơi, con ngồi trong tàu suốt luôn, một tiếng đồng hồ. Hôm nay con mắc bự luôn á, không? Mắc bự lại luôn á. Bớt ngủ mắt nó mới vậy á. Dám đâu qua xung mắt chút xíu rồi. Rồi mắt nó bự lại luôn. Dạ, yeah, cái giò còn xung nè, hai bên nè, thấy không? Mày bớt. Rồi uống ngủ qua đi gái hoài luôn má. Kìa đâu nhậu với ông kìa. Lấy qua nhậu nó đi, ghiền nhậu lắm. Muốn xíu gặp đi, muốn xíu đi. Trời ơi, cha với mẹ. Lâu mày vợ bắn mắt lắm, 20 nhiêu đây à. Em ơi, chừng nào em rảnh, chiều em rảnh em điện lại cho chị nha. Chị ơi, dạng đi độ cho vui ơi. Uống cà phê đi, bán gì mà đéo có đá. Nghe cho con kiếm được cơ bông ơi, buồn quá. Ủa không đừng đó. Xin chào chị em. Ở xe ba là gì chứ cái sáng mới qua đây chơi á ha. Quay hót rồi chút xíu hơi dịch ranh chút rồi. Xin chào chị em.